Để chậm lại một chút nữa nhá. Nhiều khi nhả không khớp ấy. Cái này cứ quay video là không bấm điều khiển nó bị ngáo, bị nhiễu sóng. Nó bị ảnh hưởng bởi camera này. Niềm đau sống đôi bình yên qua tháng ngày, thành tâm dành trọn cho ai tình yêu những thiếng. Chỉnh lại cái chỗ âm lượng này nữa, xoáy ít thôi, xoáy vài vòng thôi. Nhưng mà từ cái đoạn thấp này lên đoạn cao là hợp lý mà nhỉ. Hơi xa, được không? Được rồi, nhưng mà bấm kia là vấn đề.